Xin chào mừng anh chị em đã quay trở lại với channel Ngọc Guitar. Và hôm nay thì Ngọc lại quay trở lại với anh chị em cây đàn huyền thoại đây, Coroba C7 CE. Thì cái phần review chi tiết về Coroba C7 CE thì mình đã có một video trước đợt gần Tết, và rất may mắn là được rất nhiều anh chị em quan tâm. Thì lần này mình có sẵn một cái đàn này nữa. Thì cái đàn này thì nó mới 100%. Tuy nhiên là cái phần top nó có hai cái vết gỗ này, này là vết gỗ nha anh chị em. Cái này là vết gỗ, không phải lỗi hay bất kỳ gì, nhưng mà về hình thức nó là một điểm trừ khá nhẹ về mặt hình thức. Cho nên mình sẽ lên cái đàn này và sẽ có một cái giá tốt hơn cho anh chị em khi quan tâm cái đàn này nhá. Một cái đàn rất đẹp, hoàn hảo, có thể nói là chuẩn mực của những cây cổ điển đệm hát EQ và đặc biệt là của Córdoba. Về hình thức của cây đàn này thì quý vị hãy xem lại kỹ nhé. Nó vẫn là toàn bộ phủ sơn bóng rất là đẹp, hoàn hảo. Nó chỉ là hai cái vết gỗ xấu này thôi, cái này vết gỗ nhá, hai vết gỗ xấu này thôi, còn lại hoàn hảo 100%. Và về cấu hình của cây đàn này thì nó vẫn như cũ, tức là mặt top nó vẫn là gỗ cedar. Lưng và hông là rosewood, cần đàn mahogany. Mặt phím, phần cầu đàn, cầu ngựa này là rosewood. Rồi thì khóa đàn Córdoba chính hãng, đây rất là đẹp đây. Tích hợp bộ equi Fishman, Red Sea Blend, Córdoba. Thì cái âm thanh mà của cây đàn này đúng là khi đánh lên quý vị sẽ cảm thấy nó khác biệt so với những cây đàn còn lại. Và cái cảm giác đánh của cây đàn này nó đúng thật là rất là sướng luôn, rất là sướng ấy, rất là dễ chơi. Đấy rất là nổi, cực kỳ uy lực, ngọt ngào, uy lực. Bảo sao mà cái đàn Córdoba C7 CE này nó luôn luôn hot. Thì cái video này của Ngọc cũng sẽ không nói quá nhiều về cây đàn này nữa, tại vì Ngọc đã có một video rất là chi tiết về cây đàn này rồi. Và video này Ngọc chỉ lên để giới thiệu quý anh chị rằng là mình đang có một cây đàn như thế này, mới 100%. Tuy nhiên là hai vết gỗ này nó hơi xấu một tí và mình sẽ để một cái giá tốt hơn cho anh chị em. Anh chị em nào quan tâm về cây đàn này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại ở phần mô tả video hoặc ở trên góc màn hình, hoặc là liên hệ đặt hàng trực tiếp qua website, Zalo đều được, hoặc cũng có thể để lại comment, mình sẽ tư vấn nhiệt tình nhất cho anh chị em. Và hãy nghe lại toàn bộ âm thanh của cây đàn này nhé. Thì cái âm thanh EQ của cây đàn này cũng rất là nét, rất là tuyệt vời luôn. Nó luôn luôn khẳng định đây là một trong những lựa chọn mua đàn dây ni lông có EQ tốt nhất của Córdoba trong cái tầm giá từ 15 đến 20 triệu. Cực kỳ tuyệt vời luôn ạ. Và xin cảm ơn tất cả anh chị em ạ.